Thì các bạn trên tay mình đó là một cái sản phẩm chân đế nhựa. Sản phẩm này được lắp đặt dành cho các cái ống chân bàn ghế theo cầu các anh chị nhà máy gỗ xuất khẩu cũng như trong nước. Thì sản phẩm này được gia công hoàn thiện rất là tốt trên cái bề, trên cái loại vật liệu nhựa. Khi mà gia công ra thì cái bề mặt rất là đẹp, đảm bảo lúc chúng ta lắp đặt trên các cái sản phẩm đồ gỗ, chân bàn ghế và chân tủ, tạo nên một cái độ hoàn thiện trên sản phẩm chúng ta rất là đẹp, đặc biệt là dành cho thị trường xuất khẩu rất là thích hợp. Các đường nét chi tiết gia công rất là tỉ mỉ. Thì đây là một loại như thế này. Thì tùy vào anh chị có thể liên hệ trực tiếp với Vina Hardware hoặc là các đại lý nắm rõ thêm thông tin chi tiết của các cái sản phẩm như thế này, cũng như là gia công theo cầu của các anh chị, màu sắc cũng như kích thước khác nhau. Thì đây là dành cho các cái loại ống khác nhau. Trên tay mình thì mình nói một lần cho nó nhanh thôi, mình cũng khá là nhiều công việc ở dưới xưởng. Kích thước của loại này là dành cho cái ống là tương đương với ống, mình sẽ không đo cái ren, cái răng mình đo bên trong tương đông nó 11, thì có thể là sử dụng dành cho cái hệ ống 12, loại 12 bên trong ống là khoảng 11 như thế này, là như thế này. Còn đo cái vòng này thì tương đương với là cái độ ren răng nhựa này. Cái răng nhựa này là dùng để giữ trên các ống của chúng ta, thì trong quá trình gia công thì anh chị sẽ hiểu thêm là 13, nhưng mà chủ yếu chúng ta sẽ đo được cái lõi này. Còn cái răng nhựa này chúng ta sẽ đóng vào, nó sẽ bám trên cái sản phẩm ống của chúng ta. Thì thông tin cụ thể anh chị có thể liên hệ trực tiếp với Vina Hardware hoặc là các đại lý để nắm rõ thêm thông tin về sản phẩm này. Sản phẩm này thì tương đương với là 16. Loại này thì đường kính mình không đo cái ren, mình không có đo cái răng cưa, và đường kính là tương đương với 22, có thể dành cho ống 22-22.59 như thế này. Thì thông tin cụ thể quá trình sử dụng chị liên hệ trực tiếp với Vina Hardware hoặc các đại lý. Thì tổng chiều dài là 27, cũng dành cho các cái ống chân bàn ghế. Nếu mà chúng ta mà đo cái răng thì nó sẽ là 25 như thế này. Thì thông tin cụ thể chị có thể liên hệ trực tiếp để nắm rõ thêm. Loại này thì có kích thước đế, có cái đường kính đế là tương đương 31.5mm và độ cao tổng thể là tương đương 16. Cái này là 26.92, và cái ống tròn này còn cái răng bên ngoài là tương đương với, là đo luôn ống răng thì tương đương với 28-29. Thì tùy vào anh chị dùng loại ống, có thể là cái này dùng cho hệ ống là khoảng là 28. Loại này thì 22, nếu đo luôn cái răng ngoài là tương đương với 25. Chiều cao tổng thể của loại này 28. Trên này thì thiết kế có các cái lỗ tròn theo yêu cầu của các anh chị, là yêu cầu lỗ tròn này, một số nhà máy thì yêu cầu như thế. Còn loại này thì anh chị thông cảm là trên tay có gì mình cầm ra luôn cho nó nhanh, tại vì mình còn phiến xuống xưởng kiểm tra và quá trình gia công dưới xưởng, làm nhanh để các anh chị nắm rõ thông tin chi tiết. Cái này là 16mm như thế này, còn cái ren ngoài tương đương với 20, tổng chiều cao tổng thể là 21. Và toàn bộ các sản phẩm đều được gia công rất là đẹp, nhựa vật liệu nhám rất là đẹp, chúng ta yên tâm về cái việc lắp đặt trên các sản phẩm đồ gỗ chúng ta, đặc biệt là thị trường xuất khẩu. Thì thông tin cụ thể còn rất là nhiều kích thước khác, anh chị có thể liên hệ trực tiếp với Vina Hardware để nắm rõ thêm thông tin chi tiết. Cái loại này là đúc ra màu trắng, thì cái đường kính mà lúc chúng ta đo dành cho cái này là 15, đúc này 15, còn cái lõi bên trong là 12, có thể là dành cho hệ ống 12-13. Chiều dày là tương đương với 10. Thì anh chị có nhu cầu liên hệ trực tiếp với Vina Hardware hoặc các đại lý nắm rõ thêm thông tin chi tiết về các cái dòng sản phẩm như thế này, hoặc là mẫu mã như thế nào, hoặc là quá trình cho anh chị mà cần các bạn nhân viên và nhân sự có thể là test cái kích thước đó để chúng ta phù hợp như thế nào, anh chị có thể liên hệ trực tiếp